Nắm bắt nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng mỗi dịp Tết đến xuân về, năm nay các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn huyện Đắk Lây đã nhập về và bày bán nhiều sản phẩm phong phú, đa dạng. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều người dân không về quê đón năm mới xuân về cùng gia đình mà ở lại huyện trong dịp này. Vì vậy, tại các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn, sức mua có tăng hơn những năm trước. Năm nay, các hộ kinh doanh buôn bán chuẩn bị khá phong phú các mặt hàng như mứt, bánh kẹo, phục vụ Tết, đa dạng về chủng loại, mẫu mã. Trong đó, các mặt hàng khô được người dân chọn mua nhiều nhất để dùng trong dịp Tết. Dự định năm nay là gia đình là phải sẽ về quê ăn Tết, nhưng mà do là cái dịch bệnh Covid đang nổi cộm lên như thế cho nên gia đình tôi phải ở lại để chấp hành cái quy định của nhà nước, cho nên là bây giờ tôi phải đi sắm sửa Tết để phục vụ cho gia đình. Mà thấy giá cả ở đây thì cũng bình thường chứ không có cái gì thay đổi cả. Nói chung là người dân tới mua hàng thì chấp hành cái phòng chống dịch Covid rất là tốt. Tất cả khách hàng tới mua hàng đều đeo khẩu trang. Do dịch Covid-19 quay trở lại thì có nhiều hộ gia đình sẽ không về nữa, nên là cái sức mua thì nó quay trở lại cũng ổn định và bình thường, và giá cả thì của em bán cũng bình thường, không tăng. Bên cạnh đó, các mặt hàng như quần áo, giày dép được bày bán khá đa dạng để người dân chọn cho mình những mẫu ưng ý. Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu đã cận kề, thực hiện công điện số 388 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Mọi hoạt động trên địa bàn huyện không còn nhộn nhịp đông người như những ngày trước đó. Người dân chọn cách tránh những giờ cao điểm để mua sắm các mặt hàng Tết. Do dịch bệnh không về quê ăn Tết được thì sức mua về so với mọi năm thì nó có tăng hơn một chút. Các mặt hàng mà bán chạy trong dịp Tết thì giày dép, quần áo, giá cả các mặt hàng thì có tăng nhẹ một số mặt hàng, còn một số thì mặt hàng vẫn giá cả vẫn bình thường. Người dân thì có ý thức trong công tác phòng chống dịch bệnh. Cùng với việc chuẩn bị mua sắm các mặt hàng đồ dùng trong dịp Tết, thiết nghĩ người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh để mọi gia đình đều đón một cái Tết no đủ, ấm áp và hạnh phúc.